Chào nị, đây là hình tấm bản đồ đầu tiên trên thế giới còn được lưu lại của nhà địa lý Anaximander of Miletus vào khoảng năm 610 tới năm 546 trước công nguyên. Người ta gọi đây là bản đồ TO, vùng biển Âu bao quanh bên ngoài nè, và ở giữa là chữ T chia ra ba châu lục: châu Âu, châu Phi và châu Á. Thời đó người ta gọi châu Phi là Libya. Dĩ nhiên cái này thấy không, các châu lục xa hơn chưa có được khám phá. Thì ở đây nè, mình thấy nè, chia cắt châu Á và Libya là sông Nin. Thì xuôi dòng theo con sông Nin á, sẽ ra được biển Địa Trung Hải, từ đó ra đại dương chữ Âu bên ngoài. Còn ở châu Âu á, người ta sẽ men theo một con sông tên là sông Phasis đi đến Biển Đen, để từ đó ra lại biển Địa Trung Hải. Dĩ nhiên là sau gần 3.000 năm, tấm bản đồ này nó không còn chính xác nữa. Nhưng ít nhất mình hiểu được thời đó người ta nhìn thấy trái đất dưới góc nhìn như thế nào. Từ một tấm bản đồ đơn giản như này thôi, cách đây 3.000 năm, từ từ có con người khám phá trái đất, rồi mình có những tấm bản đồ to hơn nè, có quả địa cầu, có Google Maps, và rồi mình khám phá vũ trụ, đặt chân đến những hành tinh xa xôi. Về cơ bản là vũ trụ hay trái đất, bản chất nó vẫn vậy sau bao nhiêu đó năm. Nhưng mình nhìn mọi thứ khác đi, là do đâu? Là do trí tuệ và kiến thức của con người càng ngày càng mở mang. Nhờ vậy mà trái đất không còn là một cái đĩa bẹp nữa, và bầu trời sau cùng cũng chỉ là cánh cổng để bay ra vũ trụ, chứ không phải là một thứ gì đó huyền bí, đáng sợ như trước đây mà người ta tưởng tượng. Đó là sức mạnh của trí tuệ đó nị. Nên nhớ nha, làm gì làm vẫn phải suy nghĩ và học hỏi nha nị. Hy vọng là nị có thể tận dụng được nguồn sức mạnh vô giá này để làm những điều tốt và có ích. Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.